Vậy thưa bác, sau mấy ngày sử dụng thì em thấy là một số thiết bị nó có những cái âm thanh mặc định rất là lớn. Chẳng hạn như những con đầu đất như này, thì tức là cái đầu ra của nó không có cái volume. Thì khi cắm vào cái đường mà line in mà em chế thì nó bị tiếng rất to. Các bác có thể nghe này. Đấy, nó bị rè. Đấy, các bác xem đèn nháy này. Tức là sao? Tức là khi nó sáng hết như vậy là nó to lớn, volume âm lượng nó lớn quá cỡ các bạn. Các bạn có thể nghe tiếng rè. Đấy, rất là rè luôn. Thì bây giờ em phải tìm cách nào đó để nó không bị rè nữa. Ban đầu kia là với cái thiết bị nó volume nó nhỏ và có thể chỉnh chỉnh được. Còn đối với những con đầu đất như này không thể chỉnh được volume trực tiếp trên đây. Ví dụ chúng ta cắm đầu đất ra thì hơi bị rè. Đấy, mở rất bé nha, rè. Sau một thời gian tìm hiểu thì em cũng phát hiện ra. Và em sẽ đấu vào đường line in vào 2 chân 89 ở đây. 2 chân 89 này nó sẽ dẫn ra cái chỗ này và cái đường này. Chúng ta sẽ ngắt cái cực này nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ ngắt cái cực đây. Từ cái chân số 8 ra này. Các bác đếm từ đầu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân số 8 nó sẽ ra cái tụ này. Đấy. Khi tiếp này. Đấy, bây giờ em đang cắm cái tua vít vào nó tiếp điện này. Nhấc ra nó tịt này. Đấy chứ. Đấy. Tại vì em vừa hút thiếc ra mà. Bên này tương tự này. Đấy. Từ cái lỗ này, các bác đang thấy nó liền sang chân số 9. Đây, chân số 9 đây. Nó ra đây. Ra đây để qua cái này. Qua đây thì nó sẽ ra tiếng ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ rút cái chân này ra. Rút chân này ra nó sẽ ngắt tiếng radio nhé. Các bác nhé. Đó, đó chính là hai cái cực của hai con điện trở đây. Các bác nhìn thấy đây. Con điện trở này. Điện trở này là điện trở màu xanh này. Không biết đây phải màu nâu không? Xanh xám cam gì đó. Đấy, cái đầu đầu hàn em đã hàn ra rồi nhé, thì em sẽ nhấc lên. Đấy. Đấy, có nghĩa là chúng ta ngắt rời cái điểm này ra. Chúng ta vẫn dùng công tắc 6 chân nhé. Còn nếu dùng công tắc khác thì chúng ta sẽ có cách đấu khác. Đấy, đây một chân và cái con này một chân nữa. Đó. Khi nó tiếp điểm với nhau thì nó radio sẽ nói. Thì bây giờ mình sẽ đưa qua cái công tắc để cho lúc lúc nó ngắt thì chúng ta sẽ đấu đường line in. Còn khi nó tiếp thì sẽ là radio. Ok. Đó, nhưng em vẫn dùng cái công tắc 6 chân đây. Thì bây giờ em sẽ đấu cái đường này nhá. Đây, hai cái dây dây màu đỏ và dây màu trắng này. Nó vào hai chân giữa công tắc. Công tắc thì em đang hàn ở kia rồi, không lấy ra cho các bác xem được, nhưng mà cũng có thể chỉ cho các bác được. Đây, nó vào hai điểm giữa công tắc này. Dây đỏ ở trên và dây trắng bên dưới đây. Đó. Ok, sau khi em tách được hai con trở này ra thì nó sẽ có hai cái lỗ này. Đây, các bác có thể thấy là hai cái lỗ này. Đấy, để cho dễ phân biệt. Hai cái lỗ này chính là hai cái đường mà nó dẫn ta ra từ chân 9 và chân số 8 của con IC này. Chân số 8 nó ra đây, ra cái lỗ này. Chân số 9 nó ra cái lỗ này. Đây, đã ngắt hai con trở này ra rồi đây. Đó, chính là hai con trở này. Hai cái chân nó được nhấc lên đây. Bây giờ em sẽ đấu. Dây đỏ vào đây và dây trắng vào đây để cho đúng LR. Còn hai hai cái lỗ này thì em sẽ đấu hai cực này nhá.
hai cái cực xanh và vàng của cái công tắc ở đây. Đấy, hai cực xanh và vàng nó nằm ở mép ngoài bên trái nhất của cái công tắc này, và có thể xem ở đây. Đấy, trắng và vàng ở đây nhá. Thì em sẽ đấu vào hai cái lỗ này. Để cho nó gọn thì mình sẽ đấu những cái phần ấy trước. Đỏ tương đương với xanh. Thì em sẽ đấu xanh vào đây nhá. Hàn dây xanh vào cái lỗ này nhá các bác nhá. Dây xanh vào cái lỗ này này. Là tiếp theo dây trắng sẽ là cái lỗ ở trên này. À, dây vàng. Đây, dây vàng này sẽ là cái lỗ ở phía bên gần con trở này nhé các bác ấy. Đấy. Đấy, em hàn hai cái này trước. Thì tí nữa thì hàn hai cái dây còn lại vào hai cái đầu con trở này. Đấy, đây một con này này, đây một con này. Thì nó dễ hơn. Em hàn bên dưới trước. Đó. Đó thì bây giờ em sẽ hàn cực đỏ vào đây và cực trắng vào đây. Này, chấm cho nó tí thiếc. Ống có nhiệt. Ok. Ok. Ok rồi các bác ơi. Đây, hai loa ngon lành. Không cần qua tụ luôn. Nhưng mà các bác thích thì các bác cho qua tụ cũng được. Cho qua tụ 1 mi nhá các bác nhá, tùy nhá. Em lười rồi. Bây giờ em sẽ chuyển công tắc này. Đấy, làm gì? là radio Nếu này. cần thì mình gọi công an. Biết đâu thằng đấy lại chẳng chú lại chạy cháu giữa ra. Nếu một khi nó đã dùng được radio và cái này Anh thì làm gì? Sao? chúng ta sẽ Đánh vợ ghi làm vào gì được băng. kia? Hai đứa nó ghi ghi. Đấy. Công an đi. Nó hại con mình đấy. Ok, Có làm gì đâu. ngon lành nhỉ. Thằng Đạt nó cười thế Có kia. nghĩa là gần như là cái bước này thì nó gần giống như là cái đợt đầu tiên em làm. Chỉ tội là mỗi cái này là vẫn còn đang có radio thôi. Đấy. Mặc dù là âm thanh rất là lớn. Các bác nhìn đèn nháy này, gần như là nó không nháy tí nào luôn. Đấy, lâu lâu nháy nháy tí cái đầu đầu này. Nhưng mà tiếng không rè tí nào. Rất là hay các bạn. Đấu một cái đường này rất hay luôn. Ở cái phần 3 em đã chia sẻ với các bác đấu vào cái đường kia nhưng mà nó chỉ được một số thiết bị thôi. Ví dụ điện thoại, laptop thì được nhưng mà với cái đầu đếch này thì cắm ra tiếng nó rất là rè. Đấy, về sau em mới phát hiện. Bây giờ em mới chia sẻ với các bác. Các bác nghe âm thanh rất là trong. Đây là phần 4 video clip. Chắc là cũng phần cuối cùng. Tại vì em thấy cảm thấy là cái đường này rất là ok rồi. Tất cả các chức năng nó hoạt động ok hết. Các bác vừa ví dụ từ radio chuyển sang băng thì các bác chỉ việc gạt cái này này, không cần phải gạt đằng sau nữa. Còn chỉ tức là cái phần này ấy, khi đấu vào ấy các bác chỉ là một là nghe nghe radio, hai là phải tắt radio đi và nghe băng, à nghe 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 cái đường live in. Đó, còn cái đường băng nó không ảnh hưởng gì cả, đường băng cassette ấy. Thậm chí là khi các bác nghe live in các bác còn thu được vào băng cassette nữa cơ. Mà cái đài này thu rất là nét các bác. Đấy, các bác trang bị đầu từ mới thì thu rất là nét luôn. Các bác nghe nhé. Âm thanh như vậy là đạt tiêu chuẩn chất lượng rồi.
Em thì cũng hay khắt khe trong cái việc tiêu chuẩn chất lượng âm thanh lắm. Cái đấy là cái tai em cảm nhận thôi, chứ còn còn về thông số trực tiếp thì em cũng không biết như nào. Mà không hay, không trong trẻo, không âm thanh, nó không tách bạch ấy, thì nghe nó rất là chán. Âm thanh rất hay các bạn. Như này chắc tối nay phải nghe nhạc qua đêm. Ok. Xin chào các bác, đây là phần 4. Chắc là cũng gọi là cái phần kết nối line in ngon nghẻ nhất rồi. Chúng ta không cần phải tụ cũng được. Các bác thích đấu tụ thì các bác có thể đấu vào hai cái con đầu này. Đấy, em chia sẻ với các bác luôn. Đấy, tóm lại là chúng ta ngắt cái đường chân 8, 9 của con IC đây ra. Các bác có thể xem con IC ở trên màn hình. Và khi ngắt ra thì hai cái chân của hai con tụ chúng ta sẽ đấu vào hai cái cực đỏ đen, tức là cực giữa của cái công tắc 6 chân ở kia. Hai cái đường radio thì là đường xanh vàng này, các bác sẽ đấu vào hai cái lỗ và mà ban đầu con trở này cắm vào đã được rút ra. À, hai đường còn lại của công tắc, tức là đường line in, thì các bác sẽ cắm như bình thường, nối bình thường đây. Thì các video trước em cũng chia sẻ rất là nhiều rồi. Các bác thích đấu tụ qua đây cũng được, còn không thích đấu tụ cũng được, tại vì cách này cũng không cần thiết phải tụ. Thì các bác sẽ đấu vào cái đường còn lại đây. Đó. Đấy, cho các bác xem lại cái công tắc lần nữa đây. Sợ một số bác lại chưa hiểu, tại vì là không phải anh em nào cũng dành cái này. Đấy, còn đường JND đây. Các bác khỏi phải xem lại video trước, JND thì em đấu vào đây luôn. Vẫn đấu như video trước thôi nhá. Nhưng mà đỡ các bác phải quay lại video trước xem thì em chia sẻ luôn. Đó là đấu vào cái đường chân của cái con IC này. Nó là cái chân này. Chân này nó ra đây luôn này các bác này. Em không nhớ chân số mấy nữa. Đại khái là hàng bên phải. Chân số từ trên xuống nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân số 6 nha. Đây, tức là nhìn 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 từ hướng này. Nhìn từ hướng này chân số 6 từ hàng bên phải từ trên xuống. Đấy, nhìn thế đến thế cho nó dễ nhá. Em chỉ chia sẻ với các bác là như vậy thôi. Ok, chắc là đây là phiên bản ngon nghẻ nhất rồi. Đấy, những phiên bản trước thì do thì em cũng chưa kiểm tra kỹ, tại vì là có nhiều thiết bị nó kết nối thì âm thanh nó sẽ khác nhau. Chắc là cái gọi là cái trở kháng ra đầu ra nó khác nhau, cho nên là âm thanh nó cái thì rè cái thì vừa, còn cái này là ok hết này. Cái này mà không rè, cái đầu đất này mà không rè thì các cái khác nó cũng không rè thôi các bác ạ. Nghe rất hay các bạn, như này mới là đúng là chất âm thực sự của cái con Toshiba này. Đấy, đèn nháy đang nháy các bác nhé. Bây giờ muốn nghe radio thì em lại gạt công tắc này. Đấy, chúng ta lại chỉnh radio bình thường. Các bạn cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội Ok. cũng như thành phố Hồ Chí Minh được Còn chính mở quyền, băng người thì dân, vẫn xã mở bình hội thường. rất quan tâm. Tí đây Có em nhiều mô sẽ hình cho cải cái tạo vỏ xây test cho dựng các bác chung nhé. Mong là để xem nếu như mà chúng ta chủ động dự phòng thì việc chữa trị khỏi suy thận độ 1 là bao nhiêu phần trăm. Tuy nhiên thì như bác sĩ Trần Quang Đạt cũng vừa chia sẻ để quý vị hiểu là việc tỷ lệ khỏi bệnh bao nhiêu phần trăm không quan trọng bằng việc là chúng ta phải xác định và phòng ngừa bảo vệ sức khỏe của mình ngay khi cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo, hoặc là chúng ta phải duy trì một cái thói quen mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người nên làm, đó chính là việc thăm khám sức khỏe định kỳ, đúng không ạ, để có thể sớm phát hiện được những vấn đề về sức khỏe của mình. Em đợi mong chẳng thể ai ngờ bên sống khiến anh
Ok, vậy là ngon rồi nha các bác nha.